Ok, chào bạn. Hôm nay hay một xíu à. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn xem cái bộ hay how với bạn 18 món à. Thì là 9 môn hay how các bạn. Ok. Rồi, thì cũng như cái video trước mình đã nói các bạn, nếu mà anh em mà đang gặp tình trạng info mà không có new game thì các bạn đã liên hệ lại cho mình hoặc là xem lại video lần trước hay nhập lại cái thông tin cái hot mới cho mình. Nhập lại thông tin đó bạn hoặc là liên hệ Zalo cho mình, gọi điện cho mình hỗ trợ nhanh nhất các bạn. Ok, thì sport thì bạn sẽ chơi bằng cái tay cầm Joy Con. Cái tay cầm Joy Con các bạn có pin nè, có chế độ Bluetooth, đó là cái hay của cái Joy Con này. Còn cái tay Hori mình đang trải nghiệm cho bạn xem nè, một cặp tay Hori là 1,2 triệu. Rồi tay Hori được cái là phím bấm nó ngon, ngon hơn cái tay của ấy ha. Thì nếu các bạn lên đây các bạn đau rồi toàn bộ cho đây free hết ha, đau rồi, tốc độ cải thiện hơn rất là nhiều. Ok, rồi mình đang trải nghiệm trên con ở đây, mà sao nó có cái gù nè. Đó, cầm thì các bạn cầm tay to, nếu mà anh em tay to hơn thì anh em cầm nó sẽ dễ chịu hơn một xíu. Mà đang bật game để lên mạng các bạn, thì con này là con Mario và hiện tại giá cũng tăng lên các bạn. Còn trắng là 81, còn Mario cũng là hiện tại là 83, còn Pokemon với Eslatu nó là 82, 83 các bạn, mới mới ha. Hát một chip 256 GB. Ok, bóc hộp các bạn. Thì một số vụ kiện linh tinh, ngoài ra các bạn có nhu cầu chơi 2 người cũng khá, một cái Dobby thì cũng khá hay. Dobby 150, hàng gift có quà, hàng gift là 200 các bạn. Ok, bóc con Dobby Dobby. Mở ra bạn, 18 món ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, dây đeo hả bạn. Hai cái quỷ cuối là cái dây đeo, 18 món nè. Coi thử coi, mình nó có dán siêu hồi nãy mình khô ra để mình chụp cái ấy. Nó là 9 môn mai hao các bạn. Đeo dây nè, rồi control grip nè, rồi đu xe nè, rồi cầu lông nè, bún gì tắt bộ tết bánh bún bóng bàn luôn hả ghê vậy, lay sạc bơ nữa má ơi. Ok, đập hàm các bạn. Ok, đập hàm các bạn. Ôi dạ, đồ của nó quá trời luôn. Hôm nay cũng muộn các bạn, hôm nay giờ này mình đang quay lại hiện tại là 9 giờ luôn mà mình không biết là kịp hay không ha. Thì khi mà chơi hỏi hao rồi anh em mở ra là, ở đây là món gì ta, món đầu tiên các bạn, món đầu tiên mình mở ra không biết là cái gì các bạn. Má ơi, cái này cái gì vậy, câu cá các bạn, mình nghĩ là câu cá ha. Món này khá là nhức cái đầu các bạn, mình nhìn thì hiện tại mình cũng chưa biết là cái gì. Cái này để chơi cái gì ta? Fishing rod các bạn, câu cá hả? Fishing rod câu cá. Trời ơi. À, kéo dây câu lên các bạn. Vậy sẽ có cái trò fishing ha, fishing rod để mình nghiên cứu, cái trò này mình chưa chơi luôn á. Cái trò này thật sự mình chưa chơi ha. Mình sẽ thử cái tiếp coi cái bộ phụ kiện nó có cái gì trong đây nữa. Thì cũng khá muộn nên thông cảm cho mình. Một bộ này hiện tại mình đang bán là 700. Còn Switch hiện tại là Switch OLED đó là 81 là 7 màu trắng neon ông Mario với Pokemon Eslatun là 83, 252 là cộng thêm 350 ha các bạn. Rồi, món tiếp theo là cái gì? Cái dây đeo các bạn. Dây đeo này để chơi cái gì? Dây đeo này là chơi cái gì các bạn? Bandex à. Mình nghĩ là cái này là nó chơi kiểu thì nó cũng bắt buộc các bạn nó gắn cái Joy Con nè, đó gắn hai cái đầu này, lép sáp này, hand sáp này, chắc mình nghĩ là quấn một đánh nó sẽ chơi cái trò fitness các bạn. Mình nhớ có cái trò fitness gì á, mình không nhớ nữa. Để cái đó ở video sau mình sẽ trải nghiệm cái này đi ha. Tại cái này là phải gắn lên người mình mới chơi được, gắn lên người mới đúng nghĩa. Còn hiện tại trong video này mình sẽ trải nghiệm những cái món này mà nó cơ bản nó dễ xíu các bạn, để xem mà này, các bạn gác, các bạn gác hai tay cầm nó lên nè, các bạn đeo vô người mình thôi, rất là hay ha. Mở ra tròn tay vô đeo vô. Đây là một bộ phụ kiện của nó, hay một bộ này là 700 các bạn, đủ hết ha, 18 món luôn, chờ phải nấu lại nhức cái nách luôn các bạn. Rồi tiếp theo nó có cho các bạn là thêm một cái nữa hay ha, cái này là cái gì các bạn, cái gì vô lăng các bạn, rất là hay. Thì anh em cũng có thể là mình nghĩ cái này cũng có thể là chơi được cái volleyball, quấn lên đó bạn. Đây, các bạn gá, vẫn là gá cái tay cầm của mình vô thôi. Rất là hay, các bạn cũng có thể là xài cái này để các bạn đua xe được luôn. Mario Kart là hàng quấn, lát mình xíu mình thử cái này. Thì video cũng khá là muộn nên mình cũng nhanh chóng để thử cho nhanh thôi các bạn. Một ngày làm việc quá là mệt mỏi rồi, mỗi nào mà ấy được nữa. Rồi, cái này thì quá quen thuộc rồi, cũng giống như một bộ Dobby kia. Một bộ Dobby kia các bạn mua 150, nhưng mà các bạn mua cái này là có luôn cái đó rồi, hay ha. Của Dobby các bạn, Dobby rất là ngon. Hàng của Dobby thì nó có sẽ có hai màu xanh với lại màu đỏ để phân biệt tay một tay hai các bạn, đồ các kiểu này nọ nó dễ các bạn. Phân biệt ha. Thì cái này mình sẽ trải nghiệm một lát nữa đi, nhiều đồ quá má ơi. Này là màu xanh nè, cái tay cầm này cũng là màu xanh nè các bạn. Ok, đợi mình xíu nghe, đồ nhiều quá không có. Like hiện tại là mình còn một con like màu vàng no box, giá còn đó là 4 triệu, like sắp tới sẽ lên giá nó bạn. Cái này cái gì vậy,
gác cái kiếm lên các bạn. Này là gác cái kiếm lên hả? Để mình nghĩ coi nó là cái gì. Mình cũng chưa biết cái này là cái gì nữa. Cây kiếm đâu có tiêu rồi. Đây. Diễn không? Cái này là chơi cái trò gì trong cái Nintendo Sport Alert mình thử cho các bạn xem. Hay không? Má ơi, nó quất kìa. Mấy này chết với mình rồi. Ok. Rồi mình lấy cái phụ kiện này ra ha. Để một tháng nữa đi mình sẽ trải nghiệm cái này. Nhiều môn hao đó bạn. Nếu mình nói về thể hao thì các bạn chơi cho mình cái Nintendo Sport ha. Không thể bỏ qua được cái Nintendo Sport. Cái này cái gì đã đây? Môn này mình không biết chơi nữa các bạn. Môn này là môn gôn ha. Gôn racket là nghĩa là cái khúc gôn cầu á các bạn. Khúc gôn cầu thì mình biết tới nhưng mà mình không biết chơi. Game này thì anh em Việt Nam thì không có biết lắm thôi các bạn, thì mình nghĩ là như vậy. Anh em mà biết chơi thì sẽ chơi. Còn này là quýnh gì? Quýnh bóng chày các bạn. Ồ, rum stick. Mình nghĩ là đánh bóng chày ha. Đánh bóng chày nè. Đó, cái dù cua nó như bóng chày á, quất nè. Đó, rồi còn của mình sẽ là gá lên đây ha. Nó toàn bộ những cái phụ kiện này nó gá cái rồi còn của mình lên các bạn. Thay thế cái ấy cho mình thôi. Rồi chúng ta còn cái gì đó không ta? Bóng chày nó sẽ có hai cái nè. Rồi cái này là cái gì vậy? Cái này là cái cũng là khúc gôn cầu mà người một người hai, hai người các bạn. Tổng cộng là 18 món các bạn, nhìn thấy nó nhỏ vậy nhưng mà nó đựng được hết luôn, rất là hay. Rồi cái này là môn bóng bàn hay gọi là gì, hay còn gọi là table tennis ha. Thì anh em nào đam mê bóng bàn có thể chơi cái này, các bạn có thể là chơi quýnh đơn hoặc là quýnh đôi. Mình thấy nó khá là nổi luôn á, nó heo cái màu giống như là màu của cái Joy-Con của các bạn vậy đó. Rất là nổi không? Thì này là quýnh bóng bàn. Bóng bàn thì mình cũng không có chơi. Mình chơi cầu lông các bạn. Bóng bàn quýnh khó lắm á, ở ngoài. Rồi, món cuối các bạn. Thì anh em có quýnh tennis hoặc là anh em quýnh cái đẹp không? Gá tay cầm mình lên thôi, quýnh cầu lông hoặc là quýnh tennis thì sẽ xài cái vợt này. Rồi mình sẽ trải nghiệm hết toàn bộ cho các bạn xem ha. Rồi không có gì hết nữa. Rồi xong. Tổng hợp lại tính tiền. Tới bước cuối cùng các bạn. Ok, quá là đủ rồi, bật lên ha. Ok, vô thôi. Mình nghĩ cái này là cái mà trải nghiệm mà dễ nhất cho bạn xem đúng không? Đó, bộ lăn nè. Thì như các bạn biết Mario Kart nó có cái chế độ motion đó các bạn. Mình đang là tay một các bạn có thể là chơi hai người. Các bạn cũng có thể là chia hai người, nó sẽ chia đôi màn hình. Chia bốn người nó sẽ chia bốn màn hình. Đó, cái này rất là hay ha. Mình nghĩ là đáng đồng tiền bát gạo để các bạn chơi, cảm giác nó như là ngồi vô lăng vậy đó các bạn. Thì nếu mà cầm một cái thì mình nghĩ là nó sẽ không có cảm giác lắm mà, nhưng mà khi mà các bạn cầm này vô các bạn cảm giác chơi rất là đã. Ngoài sao là các bạn rít cua nè, bắn đầu ra nè. Mình là công chúa nha các bạn. Bên kia là tay hai ở bắn ra. Cái ba chạy đảo quá, mình bỏ nè, nó cũng tự động nó chạy cho mình luôn. Tại mình đang chỉnh cái chế độ motion nữa mày. Thì anh em có thể là bấm stop lại nè, trong cái phần này nè. Nó có cái phần motion là tự động lắc nè, tự động chạy nè, rồi tự động lắc nè. Cái này đây có lắc không? Có lắc, có chạy luôn. Rồi, resume lại thôi. Bắn ra nè. Mario là mình qua cái tay thứ hai nha các bạn. Đau. Đáng đồng tiền bắt gạo luôn, chơi cái này. Lắc qua lắc lại. Chơi hai người các bạn. Thì cái này nếu mà mình nghĩ là hai người là đủ bộ cho hai người, còn nếu mà bốn người chắc phải mình nghĩ phải mua thêm các bạn. Thì mới đủ để mà chơi cái này. Đó, rất là hay ha, sáng đẹp đồ này nọ, quá đã luôn. Hai người chơi, đó, cùng đua với nhau, cùng chơi với nhau, khá là vui ha. Rồi mình đổi một cái tựa game khác, sử dụng một cái bộ khác cho bạn xem đi. Thì một bộ này mình đang bán là 18 món là 700.000. Anh em có nhu cầu mua liên hệ mình. Một số phụ kiện khác mình cũng ấy mình phải trang bị một cái khác bạn. Ok, mình trải nghiệm cho các bạn FC24. Thì FC24 hiện tại tới điểm hiện tại là nó cũng tới bản cập nhật bản E luôn các bạn. Anh em có thể là cập nhật tin phone ha, hoặc là ấy ở đâu cũng được. Đó, mình đang đá hai người các bạn. Ở hai tài ha. Thì cái đô bi này còn khỏi phải nói rồi, giống như cái hôm bữa mình nói các bạn kia, cái kia là đáng mua nhất luôn. Một cặp đô bi á mình đang bán là 150 các bạn. Đô bi á, cặp màu đen á, bữa mình trải nghiệm cho các bạn xem á. Cái này là cái đáng mà mua nhất luôn á, để chơi Switch thật sự. Nên mà chơi hai người các bạn cầm cái này ra, nó cầm rất là dễ mà nó là rẻ nữa. Cái đó một bộ mình bán có 150 thôi à. Trời ơi, hay ghê trời, không thể nào mà hô được nữa ha. Xuất sắc trong gia tỷ nữ luôn các bạn. Rồi mình trải nghiệm qua thể thao đi, sport đi các bạn. Ok, nói về sport thì không thể bỏ qua được Nintendo Sport. Rồi vô thôi. Rồi trong đây là nó có tới các bạn 6 môn lần ha. Chamba là quýnh kiếm nè, bowling là quýnh bowling nè, badminton là quýnh cầu lông nè, tennis nè. Mình thử tennis trước đi. Tennis thì nếu mà bạn chơi hai người hay bạn phải lo TV nha các bạn. Nó bật qua cái chế độ mà TV mode nó mới được. Các bạn nó bắt phải cắm vào đốc thì mới chia được đôi cái màn hình ra. Đó, mình nghĩ sẽ ok hơn. Đó. Quýnh cái này là quýnh một người nữa các bạn. Thì các bạn qua gắn cái vợt tennis vô cho mình ha. Rồi, chọn user, một user on set luôn. Nãy mình đã có ấy rồi. Từ đâu rồi, on set nè. Mình đang tắt tiếng các bạn, quýnh ở powerhouse nè, CPU nè, khỏe nè, normal nè. Mình mới chơi mình quýnh normal thôi các bạn, mình vô mà dữ quá.
bếp của bà thì tay nét, thế mình không có cho tay nét nên mình cũng không biết nó là nấu quýnh là kiểu sao nữa, mình chỉ quýnh hồ lông thôi. Rồi thì quýnh tay nét đó anh em gắn cho mình cái này vô, thì cái này nó cũng như cái kia thôi, cũng không khác gì đâu các bạn. Ở gắn vô nè, gắn vô thôi, cảm giác mình chơi mình cảm giác cái quýnh thiệt cái đó các bạn, thì nó hay không. Anh em chơi mà không có cảm giác thì nó hơi buồn buồn xíu, cũng giống như mà đời của con quy các bạn, nó có nhiều cái phụ kiện của nó đó. Vô thôi, dứt thôi anh em. Thì các bạn có phải là quấn qua tivi nó, mình nghĩ là quấn lên tivi nó sẽ ok hơn một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình quất thôi các bạn. Nếu mà chơi hai người thì các bạn này, mình là cái hàng mình là, ủa sao mình tới hai cây luôn ta, mình tới hai cây luôn hả? Mã đầu quất kìa. Tiến lên nha, hô các bạn, quấn hơi dở. Chỉ xài được một cây các bạn, nó chỉ mình dở lên quất hay không quất. Quên hay quá. Nếu mà chỉ đo màn hình thì sẽ chơi hai người ha. Chơi lên quất, cu này nó giỡn với mình. Hay không, rồi mình đổ qua một cái môn thể thao khác đi ha các bạn. Thôi chơi cái bóc nè, thì mình nghĩ là mình sẽ lên cái tivi để mình quýnh cầu lông đi, tranh thủ các bạn, hết thời gian rồi. Ok, dứt thôi, bây giờ mình lên tivi thì nó mới cho mình chơi cái chế độ mà hai người các bạn, chọn user nè, on set nè, tới cái này một user nữa, chơi một khách mời đi. Rồi vô thôi. Cũng dễ à, mình nhấn theo cái nó thôi, muốn các bạn hay chơi lại mình nữa, tìm một trận đơn nam 100 kg các bạn. Rồi vô quốc nha, mình là con nào ta, mình cũng biết mình là con nào nữa. Từ từ nó kêu mình hướng nhìn vô ha, hướng nhìn vô ha, mình từ từ mình là con đỏ nè các bạn. Tìm một trận đơn nam cũng căng ha. Cái hàng màu xanh nha bạn, hàng màu xanh là con bên phải nha. Ủa ta ta cho banh ta, tới mình, tới mình cho banh nè. Ủa hay không, này là mình đang chơi hai người các bạn, ví dụ mà mình chơi một người đi thì mình nghĩ nó sẽ dễ hơn. Khó à. Rồi mình trải nghiệm qua một cái nè, xe bò quất. Nhìn không kịp, sorry. Ok, mình trải nghiệm qua một cái môn thể thao nữa các bạn. Cái môn thể thao này là quýnh gì bạn, quýnh bóng chuyền ha, khó nha anh em. Mình đang thử cái này, ôi không kịp luôn má ơi. Thì các bạn cầm cái này ha, cái này thì nó sẽ dễ ha, cho các bạn quýnh bóng chuyền quất lên đầu này nọ ha. Bóng chuyền là quá hợp lý luôn rồi. Thì ngoài ra nếu mà bạn không có cái này các bạn cũng có thể là ấy được, nhưng mà cái này nó sẽ giúp cho các bạn cầm để nó dễ hơn. Sao quýnh qua quýnh lại vậy? Ok, đổ một môn nữa đi bạn. Rồi vô quất các bạn. Mình đang quýnh đơn các bạn. Nếu mà anh em mà chơi quýnh sao các bạn, quýnh đôi bắt buộc các bạn phải lên màn hình chia ra hai người ha. Hiện trong đây nó không có chế độ mà chia được. Đó, chỉ có chụp vào. Cảm giác khi mà cầm cái này thì nó quýnh cũng như thiệt hơn xíu bạn. Ôi. Sao ta sao? Giết nữa ta. Ôi win. Yeah. 1-2 bạn ơi. Thằng cu này sao mà có cửa. Khó đỡ các bạn. Pha này mình nghĩ là rất là khó đỡ. Nãy mình chọn chế độ thường các bạn, nó quýnh lại mình đâu. Mình biết chơi cầu lông thôi các bạn, mình không biết chơi tennis ha, tennis nặng quá. Lâu rồi cũng chưa chơi. Có ai cắp kèo không? Vô nè. Cu này nó dẫn mặt với mình. Mày dẫn mặt với mình. Quên 2-2. Ghê không? Nhớ bấm like đăng ký kênh với mình. Thắc mắc gì bình luận bên dưới với mình. Thì video cũng ngắn gọn tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ bấm like đăng ký kênh với mình. Thắc mắc gì bình luận bên dưới với mình nghe. Video hôm nay cũng hơi muộn. Thì giá mà luôn cập nhật trên web á, các bạn tham khảo trên web với mình. Tin nhắn á, nhiều khi mà mình trả lời không kịp á, các bạn thông cảm cho mình. Có thể là gọi trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ nhanh nhất cho các bạn. Ok, video tới đây, chúc bạn một tối vui vẻ.